Kho bạc nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 vào chiều ngày 6 tháng 1. Năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt 87.696 tỷ đồng, đạt 133,1% dự toán địa phương giao. Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 25.755 tỷ đồng, bằng 125,8% so với năm 2020. Trong đó, chi cho đầu tư phát triển 12.896 tỷ đồng, chi thường xuyên 11.336 tỷ đồng. Năm 2021, kho bạc nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận là một trong những đơn vị đứng đầu khối cơ quan trung ương có chỉ số hài lòng về sự phục vụ đối với người dân, tổ chức đóng trên địa bàn. Dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 của kho bạc nhà nước tỉnh, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, biểu dương và đánh giá cao những kết quả và thành tích mà kho bạc nhà nước tỉnh đã đạt được. Đồng thời đề nghị cán bộ, công nhân viên kho bạc nhà nước tiếp tục bám sát các quy định của luật ngân sách nhà nước và các văn bản luật, nghị định, thông tư có liên quan nhằm triển khai thực hiện đầy đủ đúng quy định, bảo đảm công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị kho bạc nhà nước tỉnh duy trì, bảo đảm an ninh an toàn và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thu chi ngân sách nhà nước, tham mưu kịp thời, phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế trong việc điều hành kinh tế ngân sách, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước, kiểm soát chi ngân sách gắn với tiết kiệm chi tiêu công theo chỉ đạo của chính phủ, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện công tác quản lý nhà nước theo cơ chế công khai minh bạch, tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai dịch vụ công trực tuyến trong quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Dịp này, hai cá nhân của kho bạc nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu danh dự nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong công tác.